Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 12 tháng 2. Hải quân Việt Nam luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Anh. Ngày 11 tháng 2, tại vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, Hải quân Việt Nam, trực tiếp là tàu 378 thuộc Lữ đoàn 167, vùng 2 Hải quân do Trung tá Nguyễn Đức Thiện, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 167, chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung với tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh, mang tên HMS PI số hiệu P234, do Trung tá Michael Brusman, thuyền trưởng, chỉ huy. Trong quá trình huấn luyện, hai bên đã luyện tập chung vận động đội hình, thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin, luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế và thực hiện bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân các nước Tây Thái Bình Dương. Trước đó, từ ngày 7 đến 11 tháng 2, tàu HMS PI cập cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh. HMS PI là tàu Hải quân Hoàng gia thứ tư được cử đến Việt Nam trong vòng 5 năm qua. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho việc Vương quốc Anh là một trong những đối tác lâu dài và đáng tin cậy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Đổi vé trước giờ tàu chạy 24 giờ mất 20.000 đồng vé, trả vé mất 10%. Ngành đường sắt vừa ban hành quy định giảm mức phí và thời gian đổi, trả vé tàu sau Tết, áp dụng đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Với đổi vé cá nhân quy định đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, mức phí là 20.000 đồng vé, dưới 24 giờ không đổi vé. Không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Với trả vé, quy định vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả vé trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 4 giờ không trả vé. Vé tập thể phải trả vé trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, mức phí là 10% giá vé. Trả trước từ 24 giờ đến dưới 72 giờ, mức phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không trả vé. Về hình thức trả vé, hành khách mua vé và thanh toán online qua website bán vé của đường sắt, app bán vé hoặc các ứng dụng mua vé tàu hỏa của các đối tác thứ ba, thì có thể trả vé online qua các website bán vé của đường sắt hoặc đến trực tiếp nhà ga. Hành khách mua vé bằng các hình thức khác, khi đổi vé, trả vé phải đến trực tiếp nhà ga, mang theo giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu hoặc người mua vé. Thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách. Rau quả là mặt hàng duy nhất tăng trưởng trong tháng 1. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 ước đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu khoảng 3,72 tỷ đô la Mỹ, giảm 23,6%, nhập khẩu ước khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,5%. Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 647 triệu đô la Mỹ, giảm 53,8%. Trong các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính xuất khẩu, cá tra có sự giảm sút mạnh nhất với mức gần 40%, tôm cũng có mức giảm trên 29%, tiếp đến là cà phê, gỗ và các sản phẩm từ gỗ giảm 29,8%. Bức tranh sáng nhất trong các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu trong tháng 1 chỉ có mặt hàng rau quả tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022 và đã đạt giá trị 300 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân là do thị trường Trung Quốc mở cửa, đồng thời nông sản cũng được xuất mạnh sang các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhìn nhận, nhu cầu rau quả trên thị trường thế giới nói chung đang rất lạc quan, tín hiệu tích cực và mặt hàng rau quả Việt Nam hiện có chỗ đứng nhất định. Cứu hộ căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 người liên quan đến các tòa nhà bị sập ở Gaziantep và sẵn lều Afa sau trận động đất. Hãng thông tấn DHA cho biết những người bị bắt bao gồm nhà thầu. Ít nhất 6.000 tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,8 độ vào sáng sớm 6 tháng 2, khiến hơn 25.000 người thiệt mạng, làm dấy lên sự phẫn nộ vì chất lượng nhà ở kém. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Phất Okay tối 11 tháng 2 cho biết, các công tố viên đã yêu cầu thực hiện 113 lệnh bắt giữ liên quan đến vụ việc. Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho các công tố viên ở 10 tỉnh thành lập văn phòng điều tra tội phạm động đất đặc biệt. Ngày 10 tháng 2,
cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nhà thầu của một khu chung cư cao tầng sang trọng bị đổ ở tỉnh Hatay. Người này bị bắt tại sân bay Istanbul sau khi được cho là đang cố gắng trốn khỏi đất nước. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.